Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình sẽ đi review và khám phá cái chiếc tàu cao tốc có giá tiền 1 tỷ 2 nha. Chiếc này có chiều ngang là 3m, chiều dài là 10m, 10m hay 12m thì không chính xác nữa các bạn. Để mình hỏi chủ tàu cho chắc ăn nha. Bây giờ thì mình sẽ lợi cho các bạn xem cái chân dịch này. Cái chân dịch này nó có một cái chiều ngang là 6 tấc ha, và 4 cánh, chân dịch của Thái nha. Đây là cái hệ thống mà lái đây. Còn ở phía sau thì nó có hai cây ben, tức là hai cây thủy lực. Chút nữa mình sẽ lên cái động cơ đó cho các bạn xem ha. Mình thì mình nghe nói là có một động cơ Ford, mình chưa biết là động cơ thế nào thì mình sẽ khám phá từ từ ở trên cho các bạn xem nha. Đây là chân dịch này. Dịch này bằng inox nha các bạn. Đấy, cái cốt thì nó chỉ khoảng tầm mét mấy gì thôi, không có dài nha. Đây là chiếc tàu đang lên được sửa chữa lại, bảo trì lại chút đỉnh đây. Đây là cái lỗ cốt của phía sau này. Còn đây là hai cái ben lái thủy lực. Còn cái bô tàu thì nằm ngay ở phía sau luôn nha. Đây là chiếc tàu chở khách du lịch nha. Bây giờ thì mình sẽ đi lên đây. Đây cái động cơ đây, cái động cơ này động cơ Ford nha các bạn. Thì mình không gành động cơ, nhưng mà mình thì nghe anh chủ tàu này anh nói là động cơ Ford. Đấy, cái động cơ thì nói chung là còn cái nắp này là người ta để đẩy xuống. Chiếc tàu này có chất liệu làm bằng composite nha. Nó rất là cái thân tàu rất là nhẹ. Còn đây là cái khoang hành khách, tức là chiếc tàu này sẽ chở được 30 hành khách. Hồi nãy anh nói chiếc tàu ngang nhiêu, dài nhiêu em quên mất tiêu rồi. 3 dài nhiêu anh? Dài 11 đúng rồi. Ngang 3 dài 11 nha các bạn. Đây là mấy cái ghế ngồi. Đây ảnh đang cái này là bên trong tàu đây các bạn. Cái này người ta có làm một cái lớp nỉ giống như là người ta cách nhiệt để đừng cho nó bị nóng nha. Hiện tại thì cái đầu mình đây thì khoảng 2 tấc. Nhưng mà vô đây thì không bao giờ nóng. Còn đây là phía ở trong nhìn ra này. Đây anh đang cắt cái miếng để làm cái gì mình không biết. Đây là cái ghế giá trời ơi, má ơi, trời. Cái này làm cái kiến tre đây, phòng ngủ này, toilet. Đây là cái vô lăng ở phía trước đúng không? Đây là cái hệ thống lái phía trước đây các bạn. Đó là định vị gì nữa ha. Rồi đây mấy cái hệ thống đèn. Còn đây, này là lái thủy lực phải không anh? Đúng rồi. Cái bên đây là cái gì anh? Cái đó là ga số. Ga số, đúng rồi. Rồi chiếc này hồi nãy anh nói đi từ đâu tới đâu? Phú Quốc. Mình ở Phú Quốc, mình đi ga Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay. Cái giá tiền là đi sao anh? Thì nó cũng tùy theo bình bao nhiêu người nữa. Đây các bạn anh em, nếu mà các bạn có đến Phú Quốc ha, những cái địa điểm mà nãy ảnh nói thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại, anh đọc số điện thoại đi cho khán giả, họ có đi thì họ liên hệ anh. 0981752481. Rồi ok, các bạn có thể bấm tạm ngừng nghe được cái số điện thoại ảnh rồi các bạn hãy đi thử một chuyến như thế này nha. Bây giờ thì mình sẽ ra cái khoang ở phía trước cho các bạn xem này. Đó là phòng ngủ mà chưa hoàn thiện đấy. Đây là cái này tại người ta đang bảo trì ha. Nói chung là mấy cái phòng ngủ và các cái phao an toàn để cho hành khách thì nó cũng phải an toàn ha. Còn đây. Wow, có cái chỗ này nữa đây. Đây là cái gì anh? Toilet. À đây là toilet nằm ở phía trước hả? À đúng rồi. Ngộ ha. Đây là cái toilet cho khách mà lỡ có ai gì gì đó ha thì vô đây. Rồi, bên này bên đó thì phòng tắm luôn á, làm phòng tắm. À bên đây phòng tắm luôn ha. Vậy là cái này thì tức nữa mình làm lại đúng không? Sửa lại hết đúng không? Giờ đang mình đang ấy ha. Đúng rồi. Ủa, cái này là làm chất liệu bằng composite đúng không anh? Composite hết. Còn cái này là hệ thống lái phía trước đây các bạn. Các cái dây điện dây nhợ thì tại vì cái này là người ta đang sửa chữa lại nha, cho nên là nó còn nhiều cái thiếu sót với lại nó còn nhiều cái cũng chưa gọi là hoàn thiện cho mấy. Cho nên là mấy anh em cũng đang làm đây. Trước tiên thì người ta phải có một cái chất liệu composite trên đây, người trong khi đó người ta sẽ lắp keo. Thì cái giá tiền của anh hồi nãy anh nói là 1 tỷ 2 đúng không? Đúng rồi. Đó là chắc là mắc là do cái động cơ phải không anh? Vừa là do động cơ, do những cái đồ trang trí của nó là quá giá cao đó. Đúng rồi. Đây thì là bị động cơ không? Cái này nó chạy được tốc độ là bao nhiêu lý anh? 1 giờ? 35 lý 1 giờ. 35 lý 1 giờ đúng không? Nó chạy chắc dữ lắm ha. Đúng rồi. Anh cho em ra phía trước được không? Đây bây giờ thì mình sẽ đi ra phía trước đây các bạn. Này cái này là cái chắc nỉ đúng không anh? Đây bây giờ thì mình sẽ đi ra phía trước cho các bạn xem này. Hiện tại thì đang kéo cái mũi lên ha. Còn ở đây nhìn lại này, các bạn thấy nha. Có nhiều anh em các bạn thắc mắc là tại sao cái chiếc tàu nhỏ mà nó 1 tỷ 2 thì tất nhiên cái đó thì các bạn hãy không thể nào biết được nha. Tại vì nhiều khi cái chất liệu nó rất là mắc, cái thứ hai động cơ thì nó cũng với cái chi phí họ làm á. Cho nên thì có nhiều anh em mình biết là cái video này mình đăng lên thì có nhiều anh em sẽ thắc mắc tại sao chiếc tàu nhỏ mà mắc. Nó mắc rất là nhiều cái thời gian và cái chi phí, với lại là nó có nhiều thứ nhỏ nhưng mà nó giống như nó đầy đủ tiện nghi trong đó vậy. Cái chiếc tàu này hình như anh đang làm luôn đúng không? Đang hoàn thiện à. Dạ nãy anh nói là đi từ Phú Quốc vô mấy cái hòn đúng không? Khi mà hành khách lên là mình chở anh. Ví dụ mà khách người ta điện lại thì bắt đầu giống như mình chạy theo tour đúng không? Đúng rồi, mình ở cảng An Thế thì có anh em nào liên hệ trước thì mình sẽ chạy tour. Rồi ok anh.
Đây bây giờ thì mình sẽ, ủa nãy anh nói là cái chân vịt đằng sau là 6 tấc. Đúng. Chân vịt Thái không anh? Đúng rồi. À. 6 tấc và 4 cánh. Cái láp đó là bao nhiêu anh? Cái láp nó dài 1m4. Láp dài 1m4 ha. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là một lần nữa nha. Cái này là cái gì anh Giang? Cái đó là cái bàn á. Cái này cái bàn ha. Mà dựng lên. À cũng đang hoàn thiện anh. Dựng lên được mà. Bây giờ dựng lên vẫn được. Okay. Mà. Cái này là tại mấy anh em người ta đang có thể dựng lên cho anh em ta coi luôn. À cái bàn đó ha. Đúng rồi. À đây anh sẽ dựng cho các bạn xem. Cái đồ đã vậy? À, nữa, kéo hơi vướng cái hầm. À, kéo lên nó lên ha. Đúng rồi. Rồi. Để kéo đúng mức của nó rồi nó sẽ gài lại. Đúng rồi, đúng rồi. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Cái này bao nhiêu mã lực anh? 900 mã lực. 900 ha. 400 cái tua đó là bao nhiêu? Tua là 3300. 3300 ha. Khi nào mà anh khi nào mà cái tàu anh chừng nào mới rồi? Chắc khoảng trong chiều ngày mai. Chiều ngày mai. Khi nào mà chiều ngày mai chắc em sẽ lớn em lên đi thử chạy thử một phút coi ha. Rồi cái máy bên này là cái máy cái gì anh? Cái bên này nè. Bên đó là cái máy phát điện á. Ồ, vậy đó hả? Vậy là nó không kéo bi mô mà là nó kéo phát điện luôn ha. Đúng rồi. À, máy phát điện để mà sinh hoạt với xa đồ ở trên tàu phải không anh? Đúng rồi. À. Sử dụng cho máy lạnh rồi đó. À. Rồi ok anh. Cái chân vịt này 20 triệu anh. Ừ. Cái cánh không ha, cái này ha. Đúng rồi. Cái này là bằng inox đúng không? Đúng rồi. À cái này không là 20 triệu đây các bạn. Nó chỉ lắp dài 1m2 anh. 1m4. 1m4 ha. Wow, cái chân vịt không là 20 triệu nha các bạn. Còn cái này là cái gì anh? Cái này là cái lấy nước. À lấy nước đặt trực tiếp vô luôn không? Chạy hộp số này nó bao nhiêu? Hộp số 1.5 tua. 1.5 tua. Còn cái đó là hai cái lái thủy lực phải không? Đúng rồi. Cái này là để cho ban chân vịt lên xuống. Ồ vậy là cái này đâu có chạy bánh lái hả? Lái bằng chân vịt luôn đúng không? Lái bằng này luôn. À, cái này này sẽ đẩy qua đẩy lại. À. Lái bằng cái này. Ben lái bằng chân vịt, chiếc tàu này không có bánh lái nha các bạn, lái trực tiếp qua chân vịt luôn ha. Chiếc tàu này là hoàn thiện hết xong máy móc, nói chung lên là chạy là 1.2 tỷ. À, thì đó là chiếc tàu thì thường là nó như vậy nha các bạn. Thì đó là tại vì nó là một chiếc tàu cao tốc cho nên cái động cơ thì đây. Qua hãy nhìn bên đây này, nhìn cũng rất là đẹp nha. Đúng rồi, xuống nước đẹp đó anh. Vì là anh chạy cái tiếng đi du lịch chở khách cứ như vậy là làm tới làm tui hoài đúng không? Đúng rồi. À, đây tour của mình là tour 4 đảo. À tour 4 đảo rồi ok anh. Đây cái này các bạn hãy nhìn ở phía trước này, này rất là đẹp nha chiếc này. Còn ở trên cabin này, cái chiếc này thì cái từ ở dưới mặt nước lên trên kia tức là cái tâm hạ nó cao khoảng bao nhiêu anh? Mấy mét? Hiểu không? Tức là cái chiều cao á. Tính tới đây hay là tính cabin? Không, từ dưới luồng giữa này đi lên tới cabin nè. Cái này khoảng 2m 28 29 nè. Ồ còn cái đó sao giống như chiếc xe mui chằng quá ha, cái hai cái cần đi lên đó. Ờ cái này thì cái gió nó làm cái đẹp hơn chắc. À, trắng gió ha. Đây là cái anh chủ tàu nha các bạn, nãy giờ nó giới thiệu các bạn quên cho các bạn xem đấy, anh đó là chủ tàu. Anh còn mấy chiếc nữa hay là một chiếc này thôi? Hiện tại thì cũng đang hoạt động bên Phú Quốc một chiếc. À vậy là tức là anh có 2 chiếc đúng không? Đúng rồi. À vậy là tức là cái này là mình làm để phục vụ khách đi du lịch trên biển ha. Đúng rồi. À, rồi các bạn có nhu cầu thì hồi nãy cái số điện thoại anh có thể đọc lại một lần nữa đi cho rồi anh đọc đi. 0981752481. 0981752481. Anh em các bạn có nhu cầu dịch vụ đi những cái hòn hay như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp với anh đó ha, rồi anh sẽ tư vấn, anh sẽ giải thích mọi thắc mắc, mọi cái chuyến đi cái giá tiền ra sao thì như thế nào thì các bạn có thể hỗ trợ trực tiếp để có thể đi trải nghiệm thử một cái cuộc trên biển coi nó như vui như thế nào nha. Rồi thì nãy giờ là mình đã khám phá toàn cái chiếc tàu, cái này kêu là cano hay là cao tốc ta? Cái này là dạng du thuyền mini. Du thuyền mini ha. Rồi thì nãy giờ mình đã quay và khám phá cho các bạn xem hoàn thành hết trơn rồi đấy hay. À, còn cái chỗ nào sẽ sót thì anh em các bạn xem video chỗ nào của mình có chỗ nào sẽ sót thì thông cảm cứ bí bỏ qua cho mình nha. Đây thì hồi nãy anh có nói cho mình biết là cái chiếc tàu này tức là nó có một cái chiều, có cái nặng các bạn, cái nặng là 3.2 tấn nha. Tổng hết cái này là nhìn chiếc tàu các bạn nhìn từ xa này rất là đẹp ha. Tại vì thì cũng như hồi nãy giờ mình đã nói thì tức là người ta làm chưa có hoàn chỉnh nha. Nhiều khi nó còn sai sót một cái gì đó cho nên là anh em đang làm nha các bạn. Bây giờ mình đi xa ra ngắm nhìn chiếc cano cao tốc một lần nữa nha. Chiếc này thì cũng như thông số nãy giờ kỹ thuật mình đã nói xong hết trơn rồi ha. Lên hình rất là đẹp. Thì trên bờ cũng có một chiếc ghe này các bạn. Ghe đang đóng rồi. Chiếc này đang chờ xuống nè nha. Đóng mới luôn.
Để chỉ có cái đít lên thôi, không có kéo lên nhiều ha. Đây này người ta là cái chiến dịch nó bị lỗi cho nên là đang làm đó. Đây, này mấy cái bãi để mà kéo ghe lên này.